Rồi. Rồi. Phải ai? Phải với Phương nè. Đi với mấy nó với anh Phương đúng không ạ? Nó đi hả? Nó uống đâu rồi? Uống ngoài quán kia kìa. Anh chỉ biết mấy thôi, anh vô anh tới ngoài mày đi. Thôi, mày khỏi uống cà phê, tao mua cà phê cho vợ cho mày uống. Xong rồi ngoài uống bà. Thôi, mày khỏi uống cà phê. Xin chào tất cả mọi người đến kênh Nhã Vlog. Trời ơi, mấy anh em nãy đã khiêu chiến với mình thì mình phải ít ra cũng phải trả đũa lên một cái gì đó đúng không mọi người. Vô nhà mình xịt ba cái nước gì tùm lum la cho tưởng con boss nó đi toilet trong nhà mình mâu thuẫn viên chó luôn mọi người. Mâu thuẫn viên chó luôn mọi người. What the hell? Xong rồi rốt cuộc là hên trời cũng độ. Đá cái ghế cái rồi là thấy cái máy cũng độ được khúc đó mọi người chứ không thôi là lao hồi cùng luôn á. Thì bây giờ nè, tao mày vô trời đi. Mình chở tao vô trời khỏi ngủ cà phê. Xong rồi mày chỉ việc vô trời mày ngồi đó hồi mày coi cái mày thấy tự nhiên là nguyên một đám là gọi là gương mặt hốt hoảng mày chạy vô rồi. Ừ, tao làm hay lắm, làm cái là nguyên đám là tự nhiên quýu túm vợ túm cẳng chạy vô mà khóc lâm sùm rồi. Đèo tin. Mà mày làm gì ghê vậy? Vậy mới hay. Giờ để mình Vinh ba đi vô trời mọi người, đi vô trong trời giống rồi. Bắt đầu mình sẽ thực hiện một cái màn cho mọi người xem hù tâm lý mấy anh niên đó, xem phản ứng mấy anh niên đó như thế nào khi mà bị mình cho cái này nha mọi người. Okay. Hiện tại bây giờ mình với Ngáo đã tới trời nha mọi người. Cà phê của tao đâu? Vậy? Cà phê đâu? Cà phê hỏi tao kêu đem vô. Mày tối ngày mày phê phê hoài chết luôn. Mình bữa đi hỏi Ngáo mình điện với anh Phương đó. Mình phải cần sự hợp tác của anh Phương. Anh Phương đang ngồi uống cà phê hả? Dạ đúng rồi. Anh Phương sao uống à? Sao uống à? Em nói nghe nè, anh Phương đi xa xa ra nói chuyện em cái. Rồi uống okay. Được chưa? Xa chưa? Rồi đủ an toàn rồi. Thì anh Phương cũng hiểu rồi ha. Em kêu đi xa xa ra thì anh hiểu ha. Nhưng mà giờ anh Phương, em nhờ anh chuyện được không? Nói. Bây giờ anh hồi anh nghe mà cuộc điện thoại em điện tới tụi nó thì anh chụp máy anh lên anh giấu anh quay giùm em cái được không? Chuyện nhỏ, cái nào khó hơn nữa không được không? Anh lén nha, đừng quay điện cho tụi nó thấy nha. Nói anh hiểu rồi. Để em hù mấy thằng nó chút xíu. Ngày okay. Sáng nó vô nó quằn em để giờ em hù nó nha. Ok ok. Rồi, miễn có cuộc điện thoại anh quay nha. Rồi, ok. Thành công nha mọi người, bây giờ nhờ anh Phương thành công rồi. Bây giờ mình với anh ba sẽ thực hiện vô cái màn tròn của mình nha mọi người. Okay. Bây giờ mình đặt cái quay đây nha mọi người. Bây giờ mình với anh ba sẽ điện tụi nó nha. Điện cho danh đi. Ba nói, ba ở ngoài la lấy nước rồi nha. Dập nó cháy lan rồi vậy. Mất máy chạy. Hello. Lấy nước nha, hãy lấy nước. Hello. Lấy nước nha ơi. Hello, Vinh ơi, Vinh. Lấy nước. Đang đâu vậy? Má. Đang ở đâu vậy? Lấy nước. Cháy hết rồi. Cháy. Lấy nước mày dập trước đi. Mày dập đi cháy rồi. Lấy nước. Cháy rồi trời má cháy hết rồi. Má công sức đổ xong đưa biển chơi rồi. Má cháy rồi. Cháy hết rồi. Lấy dập nước đi. Cháy rồi. Lấy nước. Cháy rồi. Lấy nước.
Chị trời, trong trời nè. Chị trong trời, trong trong trời nè, trong trời nè, cháy rồi, cháy rồi. Trong trời nè, trong trời nè, cháy rồi, cháy rồi. Dập 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 nước lên. Mình nói đâu rồi? Dập 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 nước lên nhanh lên. Bây giờ mình để chút xíu nữa rồi mình đốt này lên nha mọi người. Trời luôn rồi anh em ơi. Thì ăn nấu cho đàng hoàng, về nấu thì có ai biết cái gì. Cái này không phải lá
cây không đâu, cháy rồi. Cái gì vậy? Ông này bị khùng gì vậy mày? Bươi lên đi. Có gì nó nói tiếp trong đây. Bươi lên đi. Trời ơi là trời. Có gì cái lá nhà với củi không mà. Cần sức là em biết bao nhiêu lâu rồi nó cháy rụi luôn. Có gì đâu nhà? Có gì đâu. Trời. Ê, cái này giống cái chòi của anh Huy vậy. Chúng sức của anh em nó rụi luôn rồi. Nè cái chòi bên đây của anh Huy nè. Phải không? Cháy rụi hết rồi. Vậy con đem cái chòi đó con đốt luôn hả gì nhà? Em không có biết cái gì, em không có đốt. Cái sao lại mấy nó tự nó cháy rồi, thằng nào nó lấy cái đó nó đốt rồi, công sức đổ xong nó bị rồi. Là cái gì xong rồi nó công sức mà bơi lên đi. Nó đỡ rồi. Bơi lên đi. Có gì nữa nó bơi. Rồi rồi, ngon ngon, đặt cái cục than rồi. Trời ơi. Quay cái gì đâu mấy anh em. Đốt. Công sức của mấy anh em biết bao nhiêu lâu nay. Đi. Bây giờ chết ốc hay gì kìa. Cháy rụi hết tất cả mọi thứ rồi. Cái gì nói chứ rõ ràng. Không thể nào mà hoàn lại được rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Hết rồi chứ lộn. Tỉnh rồi. Cháy cái gì không quan trọng đây. Cái gì mà anh em làm bằng công sức. Cái gì mà anh em phải dùng công sức để làm ra. Có gì đâu là ba lấy nhà này gom đốt xíu rồi. Cái gì? Trời. Cái bó củi này chặt cái buổi trời bây giờ nó đốt cháy mẹ hết bó củi rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi, ba ơi, con xíu nó xe đụng chết queo con luôn rồi ba ơi. Ông cứu ơi vô đập than cái mẹ phỏng dọn rồi. Quay gì vậy nhá? Cái bó củi biết bao nhiêu chặt biết bao nhiêu lâu không? Bỏ mày bị khùng đó mày. Mày có bị điên không mày? Vậy chứ sao? Biết bao nhiêu nước mắt công sức đổ ra để chặt cái bó củi nó vô đem nó đâu hết trơn. Kẹo bánh răng mày. Trong này có kẹo bánh răng không? Mình đâu có ít ở đây. Nhỏ chợ phỏng dọn rồi. Có thằng nào á, con nào đốt đó. Trong này cũng dẹo nè, bữa Tết dẹo đem chở củi về nấu bánh tét. Đó ra công con dẹo mày khóc đi. Mày cầm cái củi chút nó lại đi. Mày bị khùng cái gì vậy? Ơi ơi. Cái gì vậy? Mèo dục nó không dây băng ở đây vậy? Trời ơi. Như băng nữa để chỗ mới chở đồ. Cháy rồi. Ê, bây giờ rồi sao? Mày đừng có nói rồi sao? Để nó rút đầu nó củi cháy đi, rút chồi cháy. Ê, nhưng mà cái này không phải công sức mày bỏ ra mày chặt hay vậy? À, dạ. Giờ mày gom mày dọn đi xong rồi đó. Cái này là cái củi khác. Công sức không phải công sức tụi bay bỏ ra hay vậy? Là chốt lại là chồi bình thường là không sao đâu mà ngồi. Bây giờ em không có nói mà cháy cái chồi luôn. Mày vừa điện mày vừa khóc. Cái cha nào sao? Mày nói rồi đèn đâu? Cháy ở trong chồi này là cháy rồi nè. Có chuyện ngõ gàng rành mạch. Trong này không phải trong khu vực trong chồi hả? Thì sao mắc gì không gặp lửa mẹ đưa đứa mày hết rồi nha. Gặp cái gì sợ dập rồi nó phân sao phân đống lửa mày mà biết biết nó đổ gì đây đi đâu quá gì với bụng nghi thơ hay gì á dở nhiều cái chạy cái lao là mà cháy đi mày cháy rồi ai còn thịt đâu mất của bữa giờ chặt ra giờ cháy mẹ. Mang xàm xàm, đi xe vô đi, tự cháy không dám nhận xe vô đây luôn á. Thôi em kẹp răng xuống rồi, má đập hai con muốn chết, trời ơi, báo quá báo nhỉ ơi vậy. Mẹ con coi nó đụng từ gốc à, cháy hết rồi, cháy hết tất cả mọi thứ rồi. Cháy vô cái đầu mày chù đi, mày chù đi. Nhưng có những hàng không thể cháy được, có những thứ nó không thể cháy được. Dạ có những thứ nó cháy hết rồi. Có những thứ nó không thể cháy được. Tao đến là chạy xe nó cháy với mày luôn. Mày cháy không? Trời ơi trời ơi, cháy mất dạy. Trời ơi trời, cháy xe dám quên. Dám quên. Có những thứ nó không cháy được. Nữa hả ba? Có những thứ nó cháy rụi rồi và có những thứ nó không thể cháy được. Luôn á chứ không có dám quên luôn á, hẹn luôn á. Cái đèn ngủ. Ê, mua chị kem gần rồi. Xe đó kìa. Trời ơi, thiệt tình chứ. Tháo quá rồi. Cảm ơn anh Phương. Anh Phương nãy có quay giùm em không? Cảm ơn chứ. Ngoài có quay giùm em không anh Phương? Hả anh Phương? Ủa, lao quá. Anh Phương. Anh Phương. Anh Phương nãy có quay giùm em không anh Phương? Anh giá tiền cà phê nha. Anh giá tiền cà phê rõ ràng. Phương nãy có quay giùm em ngoài không anh Phương? Đừng có gài vậy vô duyên nha. Không có gài nghe nói thiệt nha. Đừng có để cho em muốn hiểu lầm anh gì nha. Có quay giùm em ngoài không anh Phương? Không có quay gì hết. Rồi ôi, bà chết bỏ trách nhiệm nữa. Chị với mấy tao luôn. Chị với mấy tao hả? Ừ mà không có, anh Hạn là ông chủ bắt mình lại rồi đó. Tụi bay hằng nào vô nhà tao xịt ba cái nước đó vô nhà tao. Ai xịt? Ok. Ai xịt? Nguyên một bên luôn, khỏi. Nè, bây giờ nè. Nguyên một bên. Em vô chổng em hâm nhà anh em ỉa cho anh có vàng. Thôi, tao giọng vô mặt mày bây giờ á. Nghe một chút
thôi à, gửi đoạn clip qua cho em nha anh Phương, gửi đoạn clip qua cho em nha. Hết trói rồi, báo nữa. Có những thứ nó cháy và có những thứ nó cũng cháy nhưng nó không làm gì được tao hết á, hiểu không? Có những thứ nó cháy và có những thứ nó không thể cháy ngay lúc này. Ok, ngày cho anh là không quạo thì cho anh không quạo. Ok, okay. Vui chơi sao dám quên. Nhớ đời luôn. Ừ. Mày đốt nhà tao thì mày ở tù. Mày ở tù đó Sang. Mày ở tù đó Sang. Mày ra mày ra pháp lực, mày ra mày cho anh pháp lực. Ừ. Quý quá trời mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của hai anh em mình làm mọi người. Nếu mọi người thấy cái màn trò này thú vị, bấm like cái kênh ủng hộ mình nha. Quý quá trời, ban cho trời, ôi trời sợ. Ôi trời mọi người.